Xin chào quý bà con, thì sau đây Tiến xin chia sẻ cái vấn đề là xử lý gạ trong cái ao mà nuôi tôm lúa của mình. Tại vì thông thường nuôi hai vụ tôm một lúa đó, thì khi mà cái tháng mưa thì nước nó ngọt, mình trồng lúa rồi qua cái mùa mặn thì mình cải tạo mình nuôi tôm. Tuy nhiên với cái lợi thế là nếu mà mình trồng cái lúa vậy thì nó sẽ xử lý những cái mùn bã hữu cơ, những cái chất dơ trong ruộng mình, thì nó làm sạch được cái ao. Ngoài ra thì cái xác của cây gạ thì khi nó phân hủy thì nó sẽ tạo thành những cái thức ăn cho con ốc gạo nó ăn đó, mình dễ gây thức ăn tự nhiên. Là bà con làm nhiều năm nay thì tương đối là đem lại cái hiệu quả, vừa cải tạo nuôi vừa đem lại cái mồi cho cái vuông tôm của mình. Tuy nhiên ở đây thì Tuấn xin chia sẻ cho mình cái cách xử lý cái gạ này. Đó là mặc dù nó có lợi ích như vậy nhưng nó là con dao hai lưỡi, là nếu mà bà con không biết cách xử lý thì nó sẽ thả con tôm không đạt, hoặc sau này nó bị thối đái khiến con tôm ngạt oxy nổi đầu, hoặc con tôm chết rải rác rồi mình nuôi không được về cái size lớn. Tại sao như thế? Tại vì sau cái vụ lúa đó, thì mình trồng thì tùy theo cái giống lúa mà nó mình xạ thưa xạ dày, hoặc gốc gạ thưa gốc gạ dày, nên rồi những cái loại thuốc hóa học, phân hóa học mình bón vô cây lúa là vậy đó. Đặc biệt là những cái gốc thuốc trừ sâu, nếu mình không biết cách xử lý thì nó tồn lưu trên đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái con tôm của mình. Mặt khác thì nếu mà gốc gạ quá dày thì khi mà mình cắt lúa xong rồi mình phơi khô vậy, rồi mình lấy nước vô mình ngâm thì nó ra những cái nước, và con mà thấy nước đỏ đó, nước màu củ trầu mà nước đỏ đặc đó, thì mình thường xúc rửa 2-3 lần như vậy để mình cải tạo. Rồi mình qua Tết đó, mình cải tạo trễ cho qua Tết mình mới thả tôm đó. Thì bà con, nếu mà bà con làm vậy thì ở ngoài sông nước tới qua Tết là độ mặn nó cao rồi nắng nó gắt nữa, thì khi đó cái thời gian mình chịu đựng con tôm mình, nó nuôi 3 tháng mà mình phải chịu tới tháng 4 như vậy, tháng 5 như vậy, thì đa phần bà con gặp rủi ro đó là độ mặn cao, cái phát sáng nó sứa phát triển, mầm bệnh nó phát triển, rồi mình chịu không nổi mình cấp nước vô ra, thì đa số phần là bà con hư cái vấn đề ở đó. Kinh nghiệm nhiều năm, những bà con mà mình xử lý gốc gạ tốt đó, mình chuẩn bị sớm là mình qua Tết mà mình cỡ 1-2 tháng mình có tôm là đa phần bà con trúng. Thì tại sao nó như vậy thì Tuấn xin chia sẻ cái vấn đề này đó. Thì nếu mà bà con mình biết cách mình xử lý cái gốc gạ và mình gieo sớm thì cái mùa mà lúa đầu tiên sau khi mình làm lúa rồi mình nuôi tôm, cái vụ đầu đó rất là dễ trúng nó, thật sự bà con đó, rất là dễ trúng. Là tại vì sao? Tại vì nó được làm sạch, nó cải tạo lại những cái mầm bệnh hết, hai nữa là nó rất là nhiều mồi tự nhiên đó. Rồi mình thả con tôm vô thì con tôm nó đủ mồi, và nếu mình biết cải tạo tốt thì con tôm nó lớn rất nhanh và mình dễ trúng thôi. Thì cải tạo như thế nào thì Tuấn xin chia sẻ vấn đề này. Thì lúc mà cái mình cắt gạ thì bà con mình nên, nói chung là cắt sát gốc, cắt cho nó càng ít càng tốt. Hoặc cách thứ hai là bà con mình cắt, nếu mà còn sót lại, thấy gạ mình nhiều thì mình đốt ít nhất 70%. Để làm chi vậy? Để nó giảm cái lượng gạ nhiều quá đi đó. Thì sau này mình lấy nước vô mình ngâm chỉ cần một quận thôi, nó khi mà đốt vậy nó tạo thành cái cho, thì trong cái cho nó có những cái khoáng chất, nó làm rất là sạch nước, và nó đỡ bị thúi đái, nó đỡ bị dơ, rồi sau này là nó thúi đái. Thì mà con mình làm vậy được thì nó đỡ cái công mình xử lý, sau này mình sẽ xả nước ra nhiều, mình mất đi cái nước lợ lợ mình nuôi. Thì bởi vậy mình phải chú ý cái vấn đề đó. Còn nếu mà để bà con mình cứ quan điểm là gạ càng nhiều là bà con mình rất là ngâm và tốn công xử lý rất là nhiều. Ở đây nếu mà không biết xử lý là coi như mình nuôi tôm không thành công. Gốc gạ càng nhiều là càng khó xử lý, chứ không phải mồi nhiều đâu. Còn bà con sợ mà ít gạ mà không gây được thức ăn tự nhiên là không phải. Tại vì thực sự mình nói ở đây, nếu bà con mình sử dụng cái men vi sinh Acicoblock, đó cái kỹ thuật mà gây thức ăn tự nhiên mà tướng hướng dẫn á, tại vì Tuấn đã làm rất là nhiều đối ao nuôi công nghiệp đó, người ta nuôi 50 con 100 con, Tuấn gây thức ăn tự nhiên cho người ta thì cái vuông đó đâu có miếng gạ nào đâu, Tuấn vẫn gây bình thường rất là tốt
đó, thì mình bức quá mình ủ cái cám gạo. Cái cám gạo thì nó cái thành phần của nó cellulo, thành phần và dinh dưỡng của nó cũng giống như gạo mình thôi, mà nhưng mà nó rất ít đó, mình tạt vô cũng vậy thôi đó. Rồi những cái vùng mà ven biển người ta không trồng lúa đó, như Cà Mau, Bạc Liêu đồ thì người ta đâu có trồng lúa đâu đó, thì tướng vẫn chỉ cho người ta ủ men cây thân tự nhiên vẫn lên bình thường, mà đâu nhất thiết phải có gạ đâu đó. Thì gạ ở đây là bà con mình làm này chủ yếu là để nó cải tạo cái nền ái ao thôi, rồi sau đó mình cắt xác đi hoặc mình đốt cho nó khoảng 70% trở lên đi đó, thì mình chỉ cần bao nhiêu đó thôi là nó đã đủ gây thế là tự nhiên rồi. Còn nếu thiếu thì bà con mình mua cái men coblock mình ủ với cám gạo mình gây lên đó, mình phải quan điểm như vậy. Thì lúc đó mình sẽ đỡ cái nhiều gốc gạ vậy, thì nước mình đốt cho vậy thì nó rất trong, nó rất sạch đó. Rồi nếu bà con mình thêm một cách nữa là bà con mình làm cái vèo, cái lúc mà mình đốt mình cải tạo gạ đó là mình có cái ao dèo một công và cái bể mình dèo. Nếu mà độ mặn thấp á, thì mình có thể mình mua cái muối đen mình pha thêm mình dèo đó, mình dèo cho có thể là nước 2/1000 là mình dèo được rồi, mình dèo con tôm như vậy. Thì còn nếu bà con nào không có tôm dèo thì liên hệ Tuấn chỉ cho cái những cái bạn người bạn Tuấn á, là chuyên dèo cái oxy tôm lớn như vậy, thì mình bắt mình nuôi cái tôm chất lượng mình nuôi đó. Còn Tuấn chỉ cho bà con mình dèo, nếu mình pha cái muối đen mình dèo thì mình dèo có thể là 20 ngày hoặc 1 tháng, có thể thậm chí nếu bà con mình đủ oxy đủ mồi mình dèo 1 tháng rưỡi luôn. Thì khi mà mình làm phải song song với cái mình cải tạo ao, tức là khi mà mình ở nước ở ngoài mình bơm vô khoảng 5-7/1000, 8/1000 cái nước ngoài là vuông lớn á, mình vẫn dèo tôm trong đây của mình á là được khoảng là 20 ngày 1 tháng rồi đó. Thì mình gây thức ăn tự nhiên tốt ở ngoài tôm mình có thể mình dèo được 1 tháng, 1 tháng rưỡi, thì mình bung ra được ngay cái nước mà mình xử lý còn 7-8/1000 đó đó. Mình tại nước trong tết thì nó còn cái độ mặn thấp, mình tranh thủ mình hoặc có thể là mình giữ cái nước mà trong cái ao mà tôm lúa mình vẫn được. Nếu mà mình dèo được con tôm lớn cá tạp đâu ăn được đâu, tôm 100 con 70 con đâu ăn được đó. Thì mình nếu mà làm được cái cao vậy thì bà con mình nó còn đỡ rủi ro hơn nữa. Thì nếu bà con mình làm vậy thì bà con mình bung ra vậy thì mình trước tết mình bơm nước đầy vô, lúc đó chưa có mầm bệnh ở ngoài, chưa có phát sáng ở ngoài, thì mình đưa ra con tôm vậy thì vừa ra tết chừng tháng sau mà là tôm bà con mình có 2-3 tôm. Nếu mà con mình thả được nhiều giá quá nữa khoảng 2 tháng 2 tháng rưỡi nó vô 20 con 30 con rồi, thì mình đã trúng cái vụ một đó rồi đó. Mình trúng cái vụ một đó tại vì ở ngoài nó chưa có mầm bệnh, nó chưa có phát sáng gì, mà chưa có nắng gắt tháng 3 tháng 4 nữa, thì mình đâu cần cấp nước mà vô nhiều đâu. Là bà con mình nuôi tôm cái vùng mà tôm lúa thì rất là dễ trúng cái khâu nếu bà con mình làm được vậy. Cái vấn đề thứ hai mà nếu mà trúng được cái đó mà trong khi bà con mình vừa sang ra cái đám 1 là bà con chuẩn bị là dèo cái đám 2 luôn, thì mà bắt cái đám kia bà con bung đám này ra, không phải cần mà bà con phải là sợ, mà bà con phải xả nước ra, bà con phải diệt cù và bà con phải tháo cạn để bơm nước mới lại. Bơm nước mới làm chi? Bà con mình bơm nước mới đặng mình lấy mầm bệnh vô hay gì? Trong khi đó những cái con cụ con kia nó đang tốt, nó đang ngon, mình tự nhiên mình thì nó sau này nó lớn mình bắt tôm lớn thôi, mình đưa cái đám này ra thì có thể mình trúng thêm một quận nữa ha. Mình không có cần cấp nước mới nữa. Bà con mình ví dụ sau này nước cạn tôm không chết, tôi nói thiệt quan trọng nhất là mình đủ mồi đủ oxy, mình xử lý cái đáy ao sạch cho tôi. Còn nếu mà bà con làm khác như những cách trước đây thì cái vụ một mình đã hư rồi, cái mình bơm cái nước đó mình ra bỏ, mình bơm cái nước hư ra vô nữa, ở ngoài người ta cũng hư giống vậy đó. Rồi mình thả lại cũng hư nữa thôi, khó mà thành công. Cuối cùng hai vụ mình hư hết đó. Thì để mà cái quy trình tôm lúa thực sự mà rất là dễ trúng, nhất là cái vụ lúa đầu sang, nhưng mà do cái xử lý gạ của bà con mình chưa có được đó, và mình chưa có cái cách làm cho đúng. Thì nếu mà bà con mình xử lý gạ tốt nè, rồi mình đánh men ngay thế là tự nhiên, rồi đánh cái men mà mình phân hủy cái gạ nữa đó, sẽ quăng phân hủy đó cái đá ao nữa, thì mình giữ con tôm trong chổng, thì mình nuôi chúng hai vụ xong tới tháng mưa đi, rồi bà con muốn cải tạo gì cũng được, mình làm lại. Thì con tôm là thực sự con tôm Quảng Canh đó là thực sự nó rất ít mầm bệnh, nếu bà con mình giữ được cái nước mà độ mặn không quá 15/1000 cho nó và đủ mồi đủ cái oxy cho nó, làm sạch đá ao cho nó. Thực sự là nó nguyên nhân thực sự không phải là do mầm bệnh gì đâu, do bà con mình là không làm đủ oxy cho nó thôi. Thì không, từ không đủ oxy thì nó không có tạo được nhiều mồi, nó không có làm sạch được cái đáy ao, rồi nó thiếu oxy thì nó sanh bệnh thôi. Mình thở không được sao mình ăn được, mình thở không được thì chỉ có chết thôi. Thì con tôm nó cũng vậy đó. Thì cuối cùng mình đổi thừa, cuối cùng mình bơm ra bơm vô rồi mình tạt thuốc sâu rồi hết,
tạt đầy xít rồi mình là bơm những cái mầm bệnh vô cuối cùng mình hư hoài luôn. Thì để hiểu rõ hơn thì bà con liên hệ về thì Tuấn sẽ chỉ cho mình cụ thể cái cách làm như thế nào, rồi mình nên là mình có cái cách làm mới cho nó phù hợp với cái ao mình. Nếu mà mình làm như thế những năm trước đây nó đã không hiệu quả thì mình nên là thay đổi, chứ để thôi là nó cứ mà là thất bại hoài vậy, rồi càng ngày là nói chung là mình làm lúa đã không có lời rồi, nó còn hai nữa mình để dành vốn liếng, rồi cái mình đầu tư qua cái tôm mà lại lỗ cái tôm nữa là rất là uổng, rất là tiếc. Mặc dù nếu mà bà con biết làm thì cái vụ lúa xong là vụ tôm rất là dễ trúng. Rồi xin cảm ơn quý bà con, chúc với bà con mình nuôi tôm được hiệu quả và thành công.